ứng dụng đắc nhân tâm trong kinh doanh ngành dược. Tại sao Hoa lại chia sẻ cái điều này với các dược sĩ? Bởi vì thực ra ở đây 80% đều là dược sĩ. Có ai không phải là dược sĩ đang có mặt ở đây không ạ? Mà nếu như các anh chị không phải là dược sĩ mà các bạn có mặt ở đây thì những nội dung này cũng sẽ rất là cần thiết cho các anh chị đấy. Ứng dụng đắc nhân nhân tâm trong kinh doanh ngành dược. Bao nhiêu bạn đã ứng dụng được điều này vào trong công việc của mình rồi ạ? Đó, nhưng trước khi đi vào những cái nguyên tắc đó thì chúng ta cần hiểu đắc nhân tâm là gì? rất nhiều người đã từng nghe và đã từng đọc rồi nhưng mà chúng ta thực sự hiểu được nó hay chưa vậy thì hoa xin phép được chia sẻ với các anh chị đó là gì ạ đắc nhân tâm là một nghệ thuật thu phục lòng người không phải chỉ trong giao tiếp trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào chúng ta đều là gì ạ phải sử dụng đắc nhân tâm bởi vì đắc nhân tâm là một nghệ thuật thu phục lòng người đó và bản thân hoa thì nghĩ đơn giản hơn đắc là gì ạ đắc là có được nhân là gì ạ là con người Tâm là gì ạ? Là trái tim Như vậy để dịch ra được cái câu này thì là gì ạ? Có được trái tim của con người Tức là chúng ta sẽ làm sao đó để có được trái tim của mọi người Đúng không ạ? Và ngày hôm nay 80% các bạn có mặt ở đây Là các bạn đã có một phần dành cho Hoa cái sự yêu mến Đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị và các bạn đã có mặt ở đây Có một cái phần thôi, chỉ là một phần thôi yêu mến Hoa và Bảo Minh thì hãy comment giúp cho Hoa một cái từ khóa nào đó, một cái câu nào đó để Hoa nhìn thấy rằng là các anh chị đã dành cho Hoa một phần cảm xúc trong trái tim của các anh chị ạ. Có không? Rồi, bạn Ngọc Uyên, chị bông của em, em nhớ chị. <laughs> Chu Hồng ngưỡng mộ chị Hoa, cảm ơn là Chu Hồng rất nhiều. Hoa nghĩ rằng là các anh chị phải dành cho Hoa một cái cảm xúc nào đó thì hôm nay các anh chị mới có mặt ở đây, đúng không ạ? Và như vậy chúng ta phải gì ạ? Phải có một cái tình cảm đối với Hoa với Bảo Minh thì các anh chị mới có mặt ở đây và bằng cách nào đó thì hoa không biết nhưng hoa tin rằng là chúng ta đã có một cái sự kết nối với nhau trong suốt thời gian qua và như vậy là hoa đã có một phần thu phục được trái tim của các anh chị rồi đúng không dược sĩ anh tuyết ạ chị hoa là người soi đèn ngọn đèn soi sáng của em biết ơn chị đã dành thời gian chia sẻ trao đi những giá trị cho ngành dược rồi biết ơn chị hoa cảm ơn lý chị luôn có trong tim em rồi, đó là một sự biết ơn mà Hoa dành cho các anh chị Vì các anh chị đã có một cái sự tin tưởng đối với cá nhân Hoa cũng như là công ty Bảo Minh Như vậy là Hoa đã phải sử dụng cái gì ạ? Cái thuật đắc nhân tâm Các anh chị nhá, ứng dụng đắc nhân tâm trong công việc của mình Ứng dụng đắc nhân tâm để có thể chia sẻ với các anh chị Để có thể thu phục được trái tim của các anh chị Đúng chưa ạ? Và đó là để thuyết phục đối phương bằng những cách giao tiếp ứng xử để thu hút sự chú ý của một người hoặc một nhóm người mà chúng ta đang hướng đến đó và bản thân hoa đã sử dụng đắc nhân tâm để gì ạ để thu hút các anh chị đến với bảo minh nhiều hay ít thì là gì ạ là do chúng ta nỗ lực và cố gắng đến đâu vậy các anh chị ở đây là dược sĩ cũng như vậy chúng ta cũng cần phải thu phục khách hàng của mình chứ đúng không ạ các anh chị đều là những người kinh doanh mà chúng ta đều là những người bán hàng mà vậy chúng ta đã sử dụng đắc nhân tâm để thu phục khách hàng của mình hay chưa hoặc không trực tiếp để đứng bán hàng nhiều nhưng mà những khách hàng mà có được cái sự kết nối với Hoa thì Hoa tin rằng là họ đã có những cái niềm tin đối với Hoa bằng cách nào đó có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp qua điện thoại hay là đến tận nhà thuốc. Và hôm nay thì muốn chia sẻ cái nội dung này với tất cả các anh chị dược sĩ bởi vì chúng ta đều phải thu phục trái tim của khách hàng. Các anh chị có đồng ý với Hoa điều này không ạ? Bao nhiêu anh chị và các bạn đồng ý rằng là phải tìm hiểu về đắc nhân tâm, đắc nhân tâm là gì, nó có những nghệ thuật gì mà để có thể thu phục được lòng người, thu phục được khách hàng thì hãy comment giúp cho Hoa là em đồng ý. Mà kể cả ngày hôm nay Hoa có không chia sẻ với các anh chị được hết bởi vì nó có rất nhiều các nguyên tắc trong đắc nhân tâm. Thì Hoa sẽ chỉ chia sẻ được một phần trong nội dung của công ty với vấn đề với cái chuyên đề đó là đắc nhân tâm thôi, được không ạ? Nội dung này hoa sẽ dành một cái khoảng thời gian nhất định để chia sẻ với các học viên của công ty chọn vẹn gần 30 nguyên tắc để ứng dụng đắc nhân tâm trong kinh doanh, được không ạ? Các bạn học viên có sẵn sàng để tiếp tục đồng hành cùng với chị Hoa trong nội dung này không? Còn hôm nay thì hoa không thể có đủ thời gian để chia sẻ hết với các anh chị nội dung trong buổi uh, hôm nay được. Thế nên chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng với nhau ở các buổi Zoom sau, được không ạ? Và tiếp theo nữa là dùng nghệ thuật thu phục lòng người để tạo cho người nghe sự hứng thú trong giao tiếp. Mình sống thế nào để người khác mở lòng đón mình, chấp nhận mình, cho mình đến gần hơn thì đó là đắc nhân tâm. Một cơ số những cái định nghĩa về từ đắc nhân tâm thôi, còn mỗi một người sẽ có một cách hiểu khác nhau. Đúng chưa? Cái nhân sinh quan của mỗi một người khác nhau thì chúng ta tiếp nhận một thông tin nào đó để rồi chúng ta chuyển hóa nó và cũng sẽ đưa ra kết quả khác nhau. Giống như cùng với tất cả các anh chị ngồi ở đây Cùng nghe Hoa nói một nội dung Nhưng sẽ có những người hiểu sang một nghĩa khác Một ý khác, một ý khác nữa Đúng chưa ạ? Và như vậy có phải rằng là cuộc sống này Nó có sự tam sao thất bản không ạ? Mỗi một người sẽ có một cách hiểu khác nhau Nhưng hiểu như thế nào đi chăng nữa Thì Hoa cũng chỉ cần nhấn mạnh với các anh chị một điều rằng Đắc nhân tâm là một nghệ thuật thu phục lòng người trong giao tiếp Và chúng ta kinh doanh, chúng ta bán, bán hàng thì bắt buộc các anh chị phải học áp dụng đắc nhân tâm vào trong kinh doanh, trong bán hàng. Đồng ý với Hoa không ạ? Rồi, Đặng Thị Hướng. Chị Hoa là người dạy cho em cách thay đổi tư duy để thay đổi chính bản thân mình. Biết ơn chị Hoa rất nhiều. Hoa cũng phải chia sẻ với các anh chị rằng là ở Bảo Minh, mạnh nhất của công ty đó là thay đổi tư duy cho các anh chị. Ngoài những kiến thức về chuyên môn thì Hoa còn lồng ghép rất nhiều các câu chuyện để giúp cho các anh chị cài đặt lại mindset lại cái tư duy của mình để trở nên tích cực hơn và đón nhận hơn, hoan hỉ hơn và chúng ta sẽ có được một cuộc sống tốt hơn. Và Hoa nghĩ rằng đấy là những cái nhân để giúp cho các anh chị phát triển về cái 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 gì đấy ạ? Cái quả đó là chuyên môn của các anh chị. Chúng ta phải học làm sao đó để giúp mình trở nên tốt đẹp hơn thì lúc đấy chúng ta kinh doanh, chúng ta mới hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Hỡi các anh chị ở đây ạ. Nên một lần nữa thì Hoa muốn nhấn mạnh với các anh chị đắc nhân tâm là gì? Và nếu như các bạn muốn cài đặt vào trong tiềm thức của mình thì bằng cách hãy comment một cái câu thôi đó là đắc nhân tâm là một nghệ thuật thu phục lòng người trong giao tiếp chấm hết vậy nó có những nghệ thuật gì nó có những cái nguyên tắc gì thì các anh chị sẽ đồng hành cùng với hoa trong thời gian tới được không ạ